Đức. Thấy rồi, đang nghe chụp rồi. Coi chừng nó yếu. Coi chứ đâu có động đâu, động nha bà. Ơi, cái này lấy hạt giống về trồng được nè. Hạt giống thế nè. À. Cái này Việt Nam chưa thấy nè. Ờ, mấy hạt giống vậy chồng. Vi. Vi. Vô phụ lụm. Lụm hạt giống thôi. Cái chân trống này nó kỳ kỳ á. Nó đàn hồi á, hiểu không đó? Mày để đúng mới được phải không? Lấy mấy hạt giống thôi Vi. Mấy cái hộp á hả Vi? Ờ. Hạt còn màu đen á. Bỏ xe đi, bộ ra ngoài chợ đi vô lại. Chi vậy? Ừ, đi vô cái không thấy xe đâu.